Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 97 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 97 này là Bệnh tơ rư chi, quả dao liên xi sân tiêu. Mình đọc lại Bần tơ rư chi, xi sân tiêu. Rư chi đây là nhật ký, còn bệnh là tên riêng. Bệnh tơ rư chi là nhật ký của Ben. Quả dao liên xi sân tiêu, tôi muốn luyện thanh điệu. Quả dao liên xi sân tiêu. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước. Rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Bản 2018年2月8日 phát hiện 声调太重要了。今天我和小雨去吃饭，小雨问我菜好吃吗？我想到最近学的一个词“美味”，就想试着用用看。我对小雨说：“美味。”可能是我发音发的不好，小雨听成了“没味”。他跑去帮我在我的菜里加了很多盐。 很好吃的菜变得好咸，一点儿也不好吃了。经过这件事，让我知道中文里的声调有多重要。声调不同，意思就不同。我要好好练习声调，希望以后不要再出现这样的事情了。本的日记，我要练习声调。二零一八年。 二月八日，阴。我要练习声调，因为我发现声调太重要了。今天我和小雨去吃饭，小雨问我菜好吃吗？我想到最近学的一个词“美味”，就想试着用用看。我对小雨说：“美味。”可能是我发音发的不好。 小雨听成了“没味”，他跑去帮我在我的菜里加了很多盐，很好吃的菜变得好咸，一点儿也不好吃了。经过这件事，让我知道中文里的声调有多重要，声调不同，意思就不同。我要好好练习声调，希望以后不要再出现这样的事情了。 như vậy vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và hiểu được nhiều không ạ à? bây giờ mình giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị nhé đây là cái nội dung mà một cái bạn tên là ben đã viết trong nhật ký của bạn ấy chi, nhật ký của ben nè Wo do lên sĩ sân tiêu. tôi muốn luyện thanh điệu lên sĩ là luyện tập á còn ở chỗ khác thì lên sĩ là danh từ là bài tập nói chung chung còn đây là động từ lên sĩ sân tiêu là luyện thanh điệu thanh điệu tức là các cái dấu á rồi à, chúng ta tìm hiểu nội dung luôn luyện dipa là ngày 8 tháng 2 năm 2018 và đằng sau đó nó cắt ra một khoảng trắng rồi để từ diến diến tức là đang nói tới cái cái điều kiện thời tiết diến ở đây có nghĩa là âm tức là trời đang trời râm trời âm u không nắng mà cũng không mưa thì Nhật ký nó viết rất gọn là diến như vậy là đủ rồi Wo yao liên sĩ sân tôi muốn luyện thanh điệu. Yin wei wo fa xian, bởi vì tôi phát hiện hoặc là tôi thấy rằng Yin wei là bởi vì Yin wei wo fa xian, phát hiện cái gì nào? Sân diao thai trung là Thanh điệu quá là quan trọng. Thai cái gì đó lơ đó là một cái cấu trúc câu mình nói một cái sự thật nào đó. Thì thai cái gì đó lơ tức là quá hoặc là lắm sân tiêu thai trung giao là thanh điệu là quan trọng lắm trung giao đây là quan trọng tiếp theo nữa chín thiên xéo dị sư than cái câu chuyện xảy ra là như thế này chín thiên là ngày hôm nay của hớ xéo dị tôi và tiểu vũ chi sư than là đi ăn cơm chín thiên của hớ xéo dị chi sư quên tiểu vũ đã hỏi tôi Sai hảo ma à, Thức ăn hoặc là đồ ăn Từ sai có nghĩa thức ăn đồ ăn Đồ ăn có ngon không Xéo dị quên của sai <laughs> hào chứ ma Quả sẵn cơ sở Mày quê Quả sẵn Tức là tôi nghĩ đến Quả sẵn to Chuy chín sẻ thơ cơ sở Là, <tôi> đến, <laughs> là một cái từ mà gần đây mình đã học Tức là tôi nhớ đến một cái từ mà gần đây mình đã học. Từ đó là mì quay là mỹ vị Tức là cái đồ ăn rất là ngon Mùi vị thơm ngon gì đó gọi là mỹ vị Quả sẵn to chơi chín sẻ Tại dì cơ sữa mì quay Chưa sẵn sư ra dung dung khan Chưa sẵn bèn định sư ra là thử dung dung khan Thử dùng một chút xem sao.

do tôi phát âm không được tốt của pha yên pha tập của họ ngay chỗ này mình có thể giảng lược bớt cái từ phá đầu tiên của yên pha tập của họ cũng được xẻo gì thiên là mỹ quê xẻo gì thiên là mỹ quê à, tiểu vũ đã nghe thành mỹ quê là không có vị gì hết à, mỹ quế là vô vị không có vị gì hết có nghĩa là nó nhạt nhẽo nó bị lạc á Tha chi cô ấy vừa chạy đi ban hòa tha phào chi ban hòa chạy hòa tôi sai lì à, cô ấy đã chạy đi tức là mình dịch là cô ấy đi giúp tôi giúp làm cái gì nào chai water tôi sai lì ở trong cái đồ ăn của tôi á chai hòa sai lì cha là hình tố diễn cha là thêm chữ ra có nghĩa là thêm cha là hình tố diễn là thêm rất là nhiều muối bởi vì mỹ quê nhưng mà không biết phát âm thế nào mà cái người kia nghe thành là mỹ quê cho nên mới là chai của sai lì tức là trong thức ăn của tôi đó chá là hình tôi dẻn cho thêm rất là nhiều muối dẻn là muối hỉnh hào chứ tới sai biên tờ hào xén hào tờ sai những cái đồ ăn rất là ngon nó trở nên rất là mặn rồi Biên tơ là trở nên Hào xiển từ hào đây là bằng với từ hình đó Hào xiển là bằng với hình xiển Rồi như vậy là Đang thức ăn rất là ngon Trở nên rất là mặn luôn Hình hào sư tôi sai Biên hào xiển Y hào là Y về là một chút cũng không Y về hào là Không còn ngon chút xíu nào nữa Không còn ngon tí nào nữa Chiên cố sơ Chiên là trải qua Thông qua trải qua Trải qua cái việc này cho chén sơ Chén là lượng từ của sơ Răng vô trí Trung quẩn lì tơ sân Khiến cho tôi hoặc là làm cho tôi biết rằng Để cho tôi biết rằng Trung quẩn lì tơ sân tiêu Thanh điệu ở trong tiếng Trung Ở trong Trung văn tức là trong tiếng Trung dù tố trung giao, tức là quan trọng biết bao. Dù tố mới trung giao, quan trọng biết bao. Mình đọc lại ngay chỗ này. Chiên qua rơi <laughs> trên xưa, răng quả trứ to. Trung quảnh lý tới sân tiêu, dù tố trung giao. Sân tiêu bùa thủng. Sân tiêu bùa thủng tức là cái thanh điệu khác nhau, tức là cái dấu khác nhau. Ý xưa chứ bùa thủng, ý nghĩa cũng khác nhau. Ý sư chứ bùa thủng do họ ho lên sĩ sân 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 là luyện thanh điệu còn họ ho lên sĩ sân là tôi phải luyện thanh điệu cho đàng hoàng cho thật là tốt từ họ là tốt bây giờ từ họ được lặp lại thì có nghĩa là rất tốt tính từ lặp lại nghĩa tăng lên cái từ lặp lại phía sau phải là thanh nhất là họ ho nhưng mà đây mình không có thanh cho nên mình để luôn nhưng các bạn nếu các bạn nói là họ họ lên sĩ sân theo thì người ta nghe cũng hiểu nhưng mà nó không có chuẩn họ ho lên sĩ sân theo si quan gì hô là hy vọng sau này bổ trai xu sen đừng có xảy ra nữa Zài xu xiàn, xu xiàn là xuất hiện, tức là xảy ra. Bụi giao trai xu xiàn là đừng có xảy ra nữa. Xảy ra cái gì nào? Trơ giang tờ sư xuyển là đừng có xảy ra cái chuyện như thế này nữa. Si quan gì hô? Bụi dao xu xiàn. Trơ giang tờ sư xuyển là. Đó là vừa rồi mình giải thích nội dung của bài. Các anh chị nghe và nắm được nhiều không ạ? À? Sau đây xin mời mọi người hãy Nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa, mọi người có thể nghe nhiều lần, nghe thuộc luôn và kể lại được nữa thì rất thành công. Bản ta nhật ký. Tôi muốn luyện tập song điệu. 2018 năm 2 tháng 8. In. Tôi muốn luyện tập song điệu. Vì tôi phát hiện song điệu rất quan trọng Hôm nay tôi và tiểu đi ăn. 小雨问我：“菜好吃吗？”我想到最近学的一个词“美味”，就想试着用用看。我对小雨说：“美味。”可能是我发音发的不好，小雨听成了“没味”。他跑去帮我在我的菜里加了很多盐，很好吃的菜变得好咸，一点儿也不好吃了。 经过这件事，让我知道中文里的声调有多重要。声调不同，意思就不同。我要好好练习声调，希望以后不要再出现这样的事情了。Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Và ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận thông báo những video clip mới nhất. mùa dịch này mình cũng chúc mọi người cùng với bạn bè và người thân an lành khỏe mạnh nhé